thi chui, ban tổ chức Hoa hậu chuyển giới Việt Nam bị phạt. Ban tổ chức Hoa hậu chuyển giới Việt Nam cho biết nhận thức được lỗi sai phạm, thiếu sót khi thực hiện chương trình và đã nghiêm túc chấp hành, thực hiện quyết định xử phạt. Tối 11/5, ban tổ chức chương trình Đại sứ Hoàng Mỹ 2023, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam, International Queen Việt Nam, Miss International Queen Việt Nam đã chia sẻ thông tin thêm về việc tổ chức chương trình mà chưa được cấp phép. Theo đó, ban tổ chức cuộc thi, ban tổ chức cho biết sau khi nhận được thông báo của Sở Văn hóa Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đã nhanh chóng đến làm việc với cơ quan chức năng. Ban tổ chức nhận thức được lỗi sai phạm, thiếu sót khi thực hiện chương trình và nghiêm túc chấp hành, thực hiện quyết định xử phạt. Ban tổ chức International Queen Việt Nam, Đại sứ Hoàng Mỹ 2023 cho biết khi tổ chức chương trình này, mục tiêu duy nhất là tạo sự kiện ý nghĩa dành cho cộng đồng LGBTQ. Ban tổ chức chương trình đã gặp rất nhiều khó khăn do thiếu tài trợ. Hoa hậu Hương Giang đã đứng ra huy động các mối quan hệ thân thiết để có kinh phí thực hiện chương trình. Chúng tôi thừa nhận còn nhiều hoang mang trong quá trình xin giấy phép tổ chức, dẫn đến sai sót và đã có thêm bài học và kinh nghiệm ở những chương trình sau để không mắc phải sai phạm, ban tổ chức chia sẻ. Trước đó, tối ngày 8 tháng 4, chung kết Đại sứ Hoàng Mỹ, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 diễn ra tại một phim trường thuộc quận 12, thành THOHCM. Sau đêm chung kết, Sở Văn hóa Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo cuộc thi Đại sứ Hoàng Mỹ 2023 là hoạt động chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Ngày 10 tháng 4, Thanh tra Sở Văn hóa Truyền thông thành THOHCM có buổi làm việc với Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hương Giang Entertainment, tức ca sĩ Hương Giang, đơn vị tổ chức cuộc thi. Tại buổi làm việc, Hương Giang thừa nhận đã tổ chức thi người đẹp, người mẫu không phép. Thanh tra Sở Văn hóa Truyền thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hương Giang Entertainment về hành vi tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận,